Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Quý vị thân mến, chắc hẳn mỗi chúng ta khi sống trên đời này đều hiểu rằng đời là bể khổ, là muôn vàn những khó khăn, trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau, cát hung luôn tồn tại song hành. Chẳng có ai đi được đến thành công mà không phải trải qua đau thương, vất vả, ai cũng đã phải ít nhiều, đánh đổi mồ hôi, nước mắt để tìm được những ngày tháng tươi đẹp cho mình. Khi xem tử vi 12 con giáp tháng 5 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, các thầy tử vi tiết lộ rằng người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, vận trình có hung, có cát, vất vả đan xen, khó khăn thách thức không phải là ít, thậm chí hung tinh chiếu mạng còn khiến bản mệnh đối mặt với tiểu nhân, sự nghiệp gặp nhiều trục trặc. Tuy nhiên, nếu Bính Ngọ làm được điều này, chắc chắn có thể thay đổi cục diện, thậm chí còn dẫn đường cho các tinh soi chiếu, mang đến những cơ hội hiếm có ẩn đằng sau những khó khăn, thử thách, tha hồ thu hái tiền bạc về tay, càng khổ càng giàu, có của chìm, của nổi đổ dồn về túi. Vậy chi tiết ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Bính Ngọ với những con giáp khác. Theo tử vi tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông, loài hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, có thiên can là canh, địa chi là ngọ, cầm tinh con ngựa. Ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tháng năm âm lịch đem lại khá nhiều điều may mắn cho người tuổi Bính Ngọ trên mọi phương diện cuộc sống. Bạn nên nhanh chóng nắm bắt các cơ hội đến với mình, nếu muốn cuộc sống bước sang trang mới. Xem tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Bính Ngọ âm lịch thấy rằng, bước sang tháng mới, người tuổi Bính Ngọ phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, song như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vươn lên. Tháng này thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào hành động của chính bạn. Trên phương diện sự nghiệp có tự hình tác động, bản mệnh thường xuyên nóng nảy, thích khiêu khích người khác, con giáp này cần ý thức được vai trò và vị thế của mình, đừng coi mình là người tài giỏi nhất mà tỏ ra coi thường người khác. Nếu bạn không biết mình đang đứng ở đâu thì bạn sẽ không tìm được hướng đi chính xác cho mình, đồng thời mãi dậm chân tại chỗ. Phương diện tài lộc của bản mệnh cũng chưa có những dấu hiệu phát triển tích cực. Bản mệnh cần phải kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định làm ăn, kinh doanh, nếu không dễ rơi vào cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Bên cạnh đó, nếu các dự án của bạn bị nhiều người phản đối, thì bạn cần bình tĩnh lại để cân nhắc, chớ nên cứng đầu cứng cổ làm mọi việc theo ý mình. Chuyện tình cảm cũng là điều mà bản mệnh cần phải lưu ý. Bạn chớ nên chút những áp lực mà mình phải chịu đựng ngoài xã hội lên đầu nửa kia. Tốt nhất hãy tâm sự và trao đổi mọi chuyện với đối phương. Có thể nửa kia sẽ đưa ra những ý kiến góp ý hữu ích giúp bạn vượt qua được khó khăn. Người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, mang mệnh Thiên Hà Thủy. Thiên Hà Thủy là nước trên trời, đổ xuống khắp mọi nơi trên trái đất. Đó là mưa, vạn vật đều nhờ mưa mà tươi tốt, màu mỡ. Tình yêu thương chan hòa, nhưng mưa có, mưa nhỏ, mưa to, mưa xuân, mưa hạ, mưa dông, mưa bão, không phải mưa nào cũng hữu ích cho bản dân thiên hạ.
cần mưa nhỏ mà lại mưa lớn, cần mưa lớn mà chỉ lâm dâm, mưa như thế kể bằng vô ích. Người mạng thủy giao tiếp tốt, họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe, có trực giác tốt và giỏi, thương lượng uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể. Như chúng ta đều biết thì mệnh thủy là biểu trưng cho sự tinh thông, trí tuệ là khởi nguồn của vạn vật, đây lại là thứ nước trên trời, càng cao quý, tinh khiết. Mưa thường rơi khi gặp sấm sét, tượng cho hỏa lại gặp thổ dưới đất, làm cho muôn loài tốt tươi. Chính vì thế mà từ lâu theo phong thủy, những người mang mệnh này thường thông thái, xuất chúng hơn người. Bên cạnh đó, những người này thường có tâm hồn khá tinh tế, lịch sử, cao thượng, đôi khi khá mỏng manh, thường năng nổ, nhiệt tình không tính toán và luôn muốn đóng góp cho xã hội. Mặt khác thì những người này thường hay u sầu từ bên trong, khá nhạy cảm. Chính vì những đặc điểm trên mà những người mệnh thủy nói chung rất phù hợp làm quản lý, lãnh đạo hoặc làm công việc chăm sóc cây trồng, con người hoặc chuyên viên tư vấn, vân vân. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về phương diện sự nghiệp, theo tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Bính Ngọ âm lịch, một số sự việc đòi hỏi sự thay đổi tuyệt đối. Do đó, bạn nên có sự xem xét lại những việc làm trong quá khứ và lập kế hoạch thiết thực cho tương lai. Người tuổi Bính Ngọ cần phải chú tâm vào công việc và sự nghiệp của mình. Đừng chỉ vì mấy câu mỉa mai của ai đó mà nổi nóng. Đừng để nảy sinh bất cứ sự xung đột nào giữa hoạt động công việc và các vấn đề khác. Bốc đồng không phải là phương án thông minh để giải quyết vấn đề. Do đó bạn nên suy nghĩ vấn đề thấu đáo hơn và khi gặp khó khăn, giữ im lặng chẳng ích gì. Hãy chủ động tìm kiếm lời khuyên từ mọi người xung quanh, nhất là những người lớn tuổi, có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực của bạn nhé. Nguyệt lệnh Lâm Tử, dự báo đời sống có thể đem đến sự xáo trộn, nhưng hãy yên tâm rằng bạn sẽ sớm trở lại con đường đúng đắn, có sự tập trung thích hợp vào công việc và đạt được kết quả tốt. Hữu Bật Chủ về giúp đỡ cũng xuất hiện trong tháng, do đó, vì sao may mắn sẽ hỗ trợ bạn vượt qua khó khăn, giúp bạn làm việc hiệu quả. Vì thế, đừng để những suy nghĩ bi quan, nhấn chìm niềm tin và nghị lực trong bạn nhé. Về phương diện tài lộc, theo tử vi tháng 5 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tài vận trong tháng mới của người tuổi Bính Ngọ không được như ý. Do đó bản mệnh tốt hơn hết, nên cẩn trọng trong việc kinh doanh đầu tư. Những tham vọng của bạn nên gác sang một bên để chọn thời điểm thích hợp hơn. Ngoài ra, có dấu hiệu bị mất tiền trộm cắp, do đó, bản mệnh lưu ý nhà cửa phải đóng chốt cẩn thận để đề phòng trộm cắp nữa nhé. Khi đi ra đường thì nhất định chỉ nên mang theo chút ít tiền mặt mà thôi. Hãy cẩn thận với những người mới quen, vì bạn sẽ chẳng biết rõ họ là ai. Do đó, nên tránh để lộ rằng bạn đang có bao nhiêu tiền trong tài khoản để phòng tránh việc đối phương nảy sinh lòng tham, sự cứng nhắc, lười tìm hiểu những cơ hội đầu tư, khiến bạn mãi chẳng phát triển được bản thân. Cũng như gia tăng tài sản của mình, bạn nên tìm cách để học hỏi, gia tăng sự hiểu biết của mình nếu còn có ước mơ làm giàu. Tháng này luôn phải đề cao việc tiết kiệm tiền nhé. Hãy trân trọng từng đồng tiền bạc kiếm ra vì nguồn thu trong tháng này rất khó có cơ hội gia tăng, nên chi tiêu cần phải tiết kiệm người tuổi Bính Ngọ nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo, xem tử vi năm 2024, bước sang tháng mới vận trình tình cảm của con giáp tuổi Bính Ngọ có vẻ mờ nhạt. Vì đây không phải là điều mà bản mệnh thực sự quan tâm trong thời gian này. Thậm chí có những lúc buồn, bạn chỉ muốn được ở một mình, không ai hỏi han làm gì, khiến bạn khó chịu thêm mà thôi. Bạn nên tìm cách để bản thân thoát khỏi sự tiêu cực thông qua những phương thức sáng tạo như âm nhạc hay nghệ thuật để chấp nhận và thể hiện cảm xúc của bản thân trước khi chia sẻ với mọi người xung quanh. Nếu giữa hai người xảy ra tranh cãi, thay vì đối đầu, bản mệnh thử đứng ở góc nhìn của đối phương xem sao. Hãy cố gắng nhìn vào điểm chung và lợi ích cho cả hai, bạn sẽ tìm ra hướng thỏa thuận phù hợp. Có thể sự lạnh lùng, xa cách càng tăng lên giữa bản mệnh và một nửa của mình, khi mỗi người đang mải theo đuổi những mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Những ai đang độc thân khá kiên nhẫn trong việc hẹn hò, tìm hiểu người khác giới, nhưng bạn vẫn chưa tìm thấy người phù hợp. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch nhận thấy, vấn đề sức khỏe cũng khiến con giáp tuổi Bính Ngọ cảm thấy vô cùng lo lắng. Theo phong thủy phi tinh, ngũ hoàng bay về phương Nam,
bản mệnh lưu ý các bệnh liên quan tới mắt, bệnh về máu huyết. Hỏa khí vượng khiến sức khỏe của con giáp tuổi Bính Ngọ đang giảm sút, ăn uống không ngon miệng, thường xuyên bị nóng trong. Do đó, bản mệnh nên ưu tiên các loại hoa quả có tính mát, làm dịu cơ thể, hạn chế đồ ăn nóng như mít, vải, nhãn, vân vân. Tính cách nóng này, thiếu kiên nhẫn của người tuổi Bính Ngọ trong thời gian này cũng vì sức khỏe không được tốt, trong lòng luôn có cảm giác như lửa đốt. Bản mệnh nên thử dành thời gian nhiều hơn với thiên nhiên, thực hiện các bài tập yoga và thiền định nhé. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Vận trình của người tuổi Bính Ngọ trong 10 ngày đầu tháng 5 âm không được suôn sẻ như ý muốn, có khá nhiều việc không đi theo kế hoạch. Dù bạn đã có sự chuẩn bị từ sớm, những lúc như vậy, bạn càng cần phải bình tĩnh đối mặt và giải quyết từng vướng mắc một. Ngay từ những ngày đầu tuần đã có sự xuất hiện của thương quan, chủ về thị phi, cho thấy bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều do những lời nhũng nhiễu của kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ. Cách xử lý khôn ngoan là bỏ ngoài tai thay vì đấu khẩu lại, bởi bạn có thể chuốc lấy phiền phức và bực bội không đáng. Liệu bạn có phải con giáp dễ mắc bẫy tiểu nhân khiến sự nghiệp gặp nhiều trắc trở? Hung tinh tiểu hao có ảnh hưởng ít nhiều tới túi tiền của những chú ngựa, nhưng may mắn, bạn đủ năng lực để điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái cân bằng, nhất là càng về cuối tuần lại càng thuận lợi hơn hẳn. Bạn có thể lựa chọn thời điểm này để nâng cấp kế hoạch chi tiêu cho mình. Về phương diện tình duyên có những hiểu nhầm khiến chuyện tình cảm tuần này cũng không được như ý, đào hoa ảm đạm, những người độc thân cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng về đối tượng mới quen, hay vội vàng đòi hỏi những điều không tưởng ở một mối quan hệ mới chớm nở, bạn dễ có những ngộ nhận không đúng sự thật. Quý nhân, Mão, Hợi. Tiểu nhân, Dậu, Dần. Màu sắc may mắn, vàng, tím. Con số may mắn, 68, 48, 98. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Xem tử vi giữa tháng 5 âm, cát vận có phần nhỉnh hơn hung vận một chút. Dự báo vận trình của người tuổi Bính Ngọ đang có phần sáng sủa hơn. Nếu tiếp tục phát huy được những gì đã làm, bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình thôi. Đừng để những phiền nhiễu trong thời gian qua ảnh hưởng tới quyết tâm của mình. Lại thêm chính ấn ghé thăm sẽ hỗ trợ cho bản mệnh có đường sự nghiệp rộng mở hơn, tìm ra hướng đi thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh có thể gây hại sức khỏe của những chú ngựa. Nếu bạn tiếp tục không thực sự dành thời gian chăm sóc cơ thể mình đúng cách, bạn cần phải điều chỉnh lại lối sống của mình lành mạnh hơn. Nên nhớ, phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Vận trình tình cảm của con giáp này cũng có chuyển biến tích cực, cát khí vây quanh, những mâu thuẫn trước đó sẽ dần được hóa giải và bạn sẽ hiểu được rõ hơn về tình cảm của người ấy dành cho mình. Quý nhân, Mùi, Thân. Tiểu nhân, Thìn, Mão. Màu sắc may mắn, đỏ, nâu. Con số may mắn, 13, 36, 52. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Theo tử vi 10 ngày cuối tháng, tuổi Bính Ngọ sẽ có một khoảng thời gian với khó khăn và thách thức đan xen. Công việc tuần này của những chú ngựa có nhiều thử thách khá khó nhằn, nhưng đồng thời đó cũng có thể trở thành bàn đạp để bạn thăng tiến mạnh mẽ nếu làm tốt. Tài lộc trong thời gian này khá vượng, khi có cả thiên tài và chính tài độ mệnh, tuy nhiên, thu nhập phụ có phần nhỉnh hơn thu nhập chính. Dường như sự xông xáo chủ động sẽ khiến bạn dễ dàng thành công hơn so với việc nằm im chờ thời, hãy tiếp tục phát huy nhé. Có thương quan gây họa vào thời điểm giữa tuần là lời nhắc nhở để bạn trở nên thận trọng trước hành vi lợi dụng của ai đó. Hãy luôn chủ động trong mọi tình huống và đừng để ai đó nắm quyền kiểm soát bạn, nhất là trong vấn đề tài chính. Tuần này, vận trình tình duyên của bản mệnh tươi sáng rực rỡ, lại thêm thái âm cát tinh ở bên nâng đỡ, nên mối quan hệ của hai bạn càng thêm phần thuận lợi. Các cặp đôi có thể sẽ đi đến một bước tiến mới, để hai người thêm phần gắn kết trên con đường tương lai. Quý nhân, Thìn, Tý. Tiểu nhân, Dần, Tỵ. Màu sắc may mắn, nâu, xanh lá. Con số may mắn, 47-80-01. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, tháng 5 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài vượng lộc, thu hút may mắn.
Vậy người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Tý. Về bản chất, họ đều là những người thích giao lưu, thích bay nhảy, rất hóm hình và năng động. Tuy nhiên, nếu như những người tuổi Ngựa có nhu cầu sống độc lập, thì tuổi Chuột lại chú trọng đến tình bạn và khá tình cảm. Khi dấn sâu vào một mối quan hệ, tuổi Ngựa đôi khi cảm thấy như bế tắc và chật chội không gian, còn tuổi Chuột thì luôn có nhu cầu tìm hiểu và kiểm soát đối phương. Về phương diện kinh doanh, Ngọ và Tý có thể tạo nên một cặp ăn ý một khi họ chấp nhận sự khác biệt của nhau. Tuổi Tý có con mắt nhìn xa trông rộng nên họ hoạch định chiến lược cực tốt. Tuổi Bính Ngọ không có tầm bao quát, nhưng một khi đã có định hướng rõ ràng, họ triển khai rất hiệu quả. Họ hoàn toàn có thể kết hợp làm ăn lâu dài, miễn là người tuổi Ngựa không đứng núi này trông núi nọ. 2. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Sửu. Ngựa và Trâu là một cặp không hợp cạ, nhưng có thể nhờ sự khác biệt về tính cách mà họ có thể bù đắp cho nhau, với điều kiện đôi bên cùng phải thấu hiểu. Trong chuyện làm ăn, họ có thể hợp tác với nhau, với điều kiện người tuổi Ngựa thực sự muốn gắn bó với kế hoạch kinh doanh lâu dài. Về bản chất, tuổi Bính Ngọ không gắn bó với một điều gì thực sự, bởi họ thích sự thay đổi và mê khám phá những lĩnh vực mới. Bù lại, người tuổi Ngựa làm việc rất hăng say và chắc chắn. Đây là điểm mà tuổi Sửu đánh giá cao. 3. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Dần. Điểm chung nổi bật nữa giữa con giáp này là cả hai đều thích tự do, bởi vậy chẳng ai ràng buộc ai cả. Họ luôn tìm cách để làm cho mối quan hệ của hai người thêm mới mẻ và thi vị. Ngựa thích chạy nhảy, đi đó, đi đây, hổ cũng vậy, nên giữa họ chẳng có vấn đề gì hiềm khích. Người này hiểu tính người kia, hiểu được nhu cầu tự do của người kia, nên thường đi theo cách của riêng mình và làm theo ý mình. Nếu hổ và ngựa là đồng nghiệp, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh với những nét độc đáo riêng. Môi trường làm việc của họ khuyến khích những sáng tạo và những ý tưởng mới. Tuy nhiên, nếu hổ khăng khăng đòi vị trí dẫn đầu, thì ngựa cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào và khó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 4. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Mão. Để duy trì quan hệ, ngựa và mèo phải nỗ lực gìn giữ xúc cảm và dường như mèo sẽ vất vả hơn trong công cuộc gây dựng tình cảm. Nguyên do là tuổi ngựa thường vô tư, còn mèo lại có xu hướng thần tượng hóa các mối quan hệ. Những người tuổi Mão thường rất đam mê và thấu hiểu, điều này là cần thiết để giữ lửa yêu, bởi người tuổi ngựa tính tình đồng bóng và có cuộc sống nội tâm đầy mâu thuẫn. Nếu hợp tác làm ăn, hai tuổi này có lẽ cần một sứ giả trung gian để duy trì mọi việc tốt đẹp. Chăm chỉ và quyết đoán là đặc tính của người tuổi ngựa, nhưng họ vẫn bị hạn chế bởi tính tự do của mình. Họ không thể tập trung làm một việc mãi mà không ngó nghiêng đây đó. Tuy nhiên, người tuổi mèo không đủ sức để kìm chân con ngựa bất kham. 5. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Thìn. Ngựa và rồng luôn có những tiếng cười sảng khoái khi ở bên nhau. Họ rất năng động, đầy nhiệt thành. Trong làm ăn, ngựa và rồng sẽ có khối việc để làm. Nếu lập công ty chung, công ty của họ sẽ liên tục phát triển. Bản chất tuổi Bính Ngọ là rất hay bay nhảy và không tập trung làm việc gì tới nơi tới chốn, và chính người tuổi rồng sẽ giúp họ tìm được sự hứng khởi trong những công việc tưởng như nhàm chán. Nhìn chung, tuổi rồng thì may mắn trong kinh doanh, tuổi ngựa lại có tài làm ăn, họ chắc chắn sẽ tạo nên một đế chế thịnh vượng. 6. Tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Người tuổi Bính Ngọ rất dễ mất kiên nhẫn và không chịu ổn định cuộc sống riêng, điều này khiến tuổi Tỵ lo lắng và bất an. Theo con giáp thì hai tuổi này không hợp nhau bởi tính cách họ khá khác biệt. Nếu như tuổi ngựa lúc nào cũng tràn trề sinh lực, lúc nào cũng sẵn sàng cho mọi cuộc vui, thì tuổi Tỵ lại có sức ỳ khá cao và là người hướng nội. Nếu hợp tác làm ăn, đôi bạn này có thể sẽ không cặp với nhau lâu dài. Tuổi ngựa cả thèm chóng chán, bất kể ai thân thiết cũng có thể nhận thấy rõ điều này ở họ. Họ sẽ lao phăm phăm vào công việc khi mọi thứ còn mới mẻ, nhưng đừng chờ đợi sự hào hứng đó trong khoảng thời gian dài. Rõ ràng, tuổi ngựa sẽ thấy tuổi rắn có phần nhạt nhẽo, vô vị, trong khi tuổi tỵ bực mình vì sự thờ ơ, thiếu tập trung của ngựa. 7. Hai người tuổi Bính Ngọ gặp nhau. Cùng một con giáp, hai người tuổi ngựa có mối liên hệ tâm linh nào đó ngay khi gặp lần đầu, họ đã có thể bắt được sóng của đối phương. Nếu hợp tác làm ăn, họ sẽ phải cam kết ràng buộc rõ ràng ngay từ đầu, bởi tuổi ngựa rất chăm chỉ và thông minh, chẳng khó khăn gì để công việc của họ phát triển, nhưng họ cũng dễ thay đổi mục tiêu. Một công ty được hai người tuổi ngựa làm chủ sẽ rất năng động, vui vẻ và rộn tiếng cười. 8. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Mùi.
có thể khẳng định hai con giáp này đến với nhau như một lẽ tất yếu. Giữa họ cũng có nhiều điểm khác biệt, nhưng thú vị là những điểm đó lại bổ sung cho nhau. Ngựa khá khó hiểu và bí ẩn. Họ không thích cảm giác ràng buộc vào cuộc sống gia đình. Họ chỉ hướng tới những gì vui vẻ và tươi trẻ. May mắn thay, tuổi Mùi lại rất nghệ sĩ và phóng khoáng. Họ cũng khá thú vị để khám phá. Người tuổi ngựa tự thấy mình rất hợp với dê. Còn dê thì quý ngọ ở sự thông minh, hài hước, đầy cá tính. Nếu là đối tác làm ăn, dê sẽ là người đứng đầu. Vì con giáp này thích công việc quản lý, dê suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty, thì ngựa có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là dê. 9. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Thân. Hai tuổi này có nhiều điểm tương đồng và có thể gắn kết lâu dài đều vui vẻ, ham chơi, ưa khám phá và cùng khao khát được làm trung tâm của sự chú ý. Người tuổi Thân luôn muốn chinh phục thử thách và nếu như có một cuộc đua ngầm, thì rất có thể tuổi ngựa sẽ đột nhiên bỏ cuộc. Tuổi ngựa không thích sự ràng buộc và tuổi khỉ thì có vẻ như luôn ưu tiên cho những đam mê cá nhân. Hai điều này tưởng chừng là khiếm khuyết nhưng lại thích hợp với nửa kia. Nếu hai con giáp này làm ăn chung, họ có thể cần một đối tác thứ ba, duy trì sự gắn kết và ổn định. Khỉ thường bận rộn với những việc riêng, trong khi ngựa thì mải miết làm và khi thấy đối tác thiếu nghiêm túc, họ sẽ bỏ dở giữa chừng. Nếu lập công ty chung, doanh nghiệp của họ rất năng động, nhiều tiềm năng, nhưng không ổn định. Khi có mâu thuẫn sẽ chẳng có ai chịu nhượng bộ ai. 10. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Dần. Mặc dù rất khác biệt, hai tuổi này vẫn có thể hòa hợp với nhau nếu Ngọ phóng khoáng và khó đoán định, thì Dậu lại tỏ ra ưa sự chính xác và hoàn mỹ. Sự ăn ý của cặp này còn ở chỗ, Ngọ khá thoải mái và sông sênh, còn Dậu thì luôn nhún nhường và chế ngự tốt những cơn giận dữ. Tuổi Gà có đầu óc phân tích tốt, chú ý tới từng chi tiết của sự việc. Có thể đó là lý do người tuổi Gà yêu sự hoàn mỹ, nhưng tuổi Gà rất cuốn hút tuổi Bính Ngọ. Ngựa dí dỏm và thông minh, một phần vì họ có kiến thức về nhiều ngành, đây là điểm rất hấp dẫn đối với Dậu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích của ngựa Gà có khả năng quản lý tài chính. Sự thông minh vốn có khiến người tuổi Dậu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Gà khá bảo thủ, thích mặc cả. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hứng, ngựa làm việc rất chăm chỉ và phát huy được tiềm năng. Điều này làm Gà rất ngạc nhiên và hài lòng. 11. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Tuất. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Tuất đều rất hài hước và có thể kết hợp rất hài hòa với nhau. Họ đều dí dỏm và thích tham gia vào các hoạt động xã hội. Ngọ trí tuệ và thuyết phục có sức hút rất lớn với Tuất. Tuổi Tuất không thích dành thời gian cho việc buôn dưa lê, mà thích bàn tán về các chủ đề có ý nghĩa sâu sắc hoặc mang tính thời sự. Chính vì vậy, Tuất không trở nên nhàm chán trước Ngọ thích khám phá. Nếu là đối tác trong kinh doanh, Ngọ và Tuất sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên. Hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất, vì cả tuổi ngựa và tuổi Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi bạn bè. Hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. 12. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Hợi. Hai tuổi này có thể là một cặp hoàn hảo trong thời gian đầu của mối quan hệ. Họ dường như khá cuốn hút nhau. Ngọ nổi bật trước đám đông bởi sự hài hước, dí dỏm và thông minh. Điều này làm Hợi mê mẩn. Hơn thế nữa, tuổi Ngựa còn rất hấp dẫn tuổi Hợi bởi sự hào phóng, sự rộng lượng và xử lý tình huống nhanh. Hợi khá dễ tính và chiều Ngọ, nên mối quan hệ của hai người rất ổn thỏa. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ của họ càng kéo dài, thì càng nảy sinh nhiều vấn đề, đòi hỏi cả hai người phải cùng nỗ lực. Trong kinh doanh, cả hai tuổi này đều rất chăm chỉ, nhưng họ phải tìm công việc hấp dẫn cho cả hai người thì mới duy trì được lâu. Ngọ chỉ đạo công việc rất tốt, nhờ khả năng quản lý và bao quát công việc. Còn Hợi sẽ đảm nhiệm các việc cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Nói chung, Hợi sẽ rất tích cực là hậu phương vững chắc của Ngọ. Tuổi Hợi đánh giá rất cao sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc của tuổi Bính Ngọ. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, không ít người trong cuộc sống cảm thấy bất công vì không được đối xử tốt hoặc hay bị người khác hắt hủi, chê bai. Điều này có thể vì chính họ đã từng gieo rắc điều tương tự với mọi người từ trong quá khứ hoặc trong những kiếp trước. Cách ta cư xử với người khác
nhất là những người ở vị thế kém may mắn hơn, thể hiện khá rõ tính con người mình. Có người tỏ ra khinh bỉ, tránh xa họ, nhưng ngược lại, một cử chỉ yêu thương hay một câu nói đồng cảm có thể để lại ấn tượng tốt đẹp không bao giờ phai. Do đó, muốn mọi người hiền hòa, vui vẻ, tốt bụng với mình, thì trước tiên ta cũng phải dành những điều tốt đẹp đó cho họ trước đã. Từ câu chuyện trên có thể thấy, dù là với bất cứ ai, con người hay động vật, chúng ta cũng phải đối xử tốt, không nên phân biệt đối xử, hãy cứ sống tử tế, ta sẽ gặp nhiều người tử tế. Dù bạn là ai, hãy chọn cho mình nguồn năng lượng đúng đắn để lan tỏa. Khi chọn cho mình nguồn năng lượng tích cực, khả năng dẫn dắt cũng như các mối quan hệ của bạn cũng cải thiện một cách đáng kể. Đừng suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp rằng, nếu ta giúp mà họ không giúp lại ta thì sao? Hãy cho đi với tâm thế vô tư thoải mái, với sự tử tế trong cách ứng xử ở mọi tình huống, bạn có thể khởi đầu và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp và sống một cuộc đời hạnh phúc. Cần nhớ rằng việc sống tử tế với mọi người còn quan trọng hơn là chuyện phân tích đúng sai. Có phải do sự khát khao luôn luôn đúng đã trở thành một quan niệm cố hữu trong tâm trí mỗi chúng ta, nên không ít người đã sẵn sàng làm tổn thương người khác chỉ để khẳng định rằng mình đúng. Đức Phật đã dạy rằng, đôi khi trở nên tử tế sẽ tốt hơn là trở nên đúng đắn. Chúng ta không cần đến một đầu óc thông minh để nói, mà cần một trái tim kiên nhẫn, biết lắng nghe. Nhưng theo lời Phật dạy về cách lắng nghe, không đơn giản chỉ là vài ba âm thanh quen thuộc, đó còn là sự nhạy cảm, thấu hiểu. Điều quan trọng không chỉ là thông cảm hay thương hại người khác, mà là hiểu được họ đang trải qua điều gì. Thấu cảm đóng vai trò quyết định, đôi khi chỉ vài câu động viên đúng lúc có thể mang lại cho họ sức mạnh để tiếp tục. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.